Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz, hôm nay có một câu chuyện giải trí về ông Hoàng nhập Việt, đó là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thì thời gian vừa qua quý vị khán giả cũng đã biết là Đàm Vĩnh Hưng là một trong những người tố cáo danh nhân Nguyễn Phương Hằng lùm xùm trong suốt thời gian qua. Cuối cùng thì danh nhân Nguyễn Phương Hằng có cái kết hết sức là đáng lòng. Kính thưa quý vị khán giả, thì chắc có lẽ là khi mà chia sẻ về câu chuyện của nghệ sĩ cũng như là một danh nhân thì từ trước tới giờ chưa bao giờ cộng đồng mạng chia sẻ về vấn đề giữa danh nhân mà đụng độ với những người trong showbiz và họ có những cái kết hết sức là đắm lòng. Kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay Đàm Vĩnh Hưng lại có một cái câu chuyện mà cộng đồng mạng đang quan tâm và đồng thời bóc phốt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng như thế nào. Anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình, anh chi 10 tỷ đồng để tìm người đàn ông U50 đẹp trai hơn mình và cái kết đắm lòng từ phía cộng đồng mạng. Và tất cả mọi người chia sẻ như thế nào, bút phốt ra làm sao, xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện. Xem đây là một cái câu chuyện giải trí mà chúng ta quan tâm tới showbiz Việt. Chúng ta được biết là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được khán giả ưu ái gọi cái xưng danh là ông Hoàng nhạc Việt. Không chỉ sở hữu chất giọng khàn đặc trưng, nhiều bản hit đình đám, đời tư của ca sĩ Lâu Đài Tình Ái cũng nhận sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Nhất là trong thời gian vừa qua, việc mà kết hôn và ly hôn với người vợ 68 tuổi của mình ở Mỹ. Đó là một câu chuyện mà làm cho báo chí cũng như cộng đồng mạng quan tâm rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Anh vốn là người thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Mr. Đàm không ít lần gây tranh cãi, có người phát ngôn gọi là sốc tận ốc. Đó là khán giả chia sẻ. Thì hôm nay có một cái câu chuyện trên trang cá nhân của mình làm cho cộng đồng mạng quan tâm. Anh viết như sau: các em nhắm ai đẹp trai lại anh không? Anh Đàm Vĩnh Hưng tặng 10 tỷ đồng cho ai tìm được người đàn ông 50 tuổi đẹp trai như tôi. Vừa xong cái câu chuyện này thì chắc có lẽ là cộng đồng mạng rần rần có những người họ chia sẻ thật lòng, có những người thì có những cái bình luận hết sức là đắng lòng. Anh Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ cái dòng trạng thái này thì trên trang cá nhân của mình mấy triệu lượt theo dõi và gây tranh cãi trên cộng đồng mạng trong nhiều thời gian vừa qua. Chỉ hơn một giờ đăng tải thôi, bài đăng này thu hút là 5.000 lượt bày tỏ cảm xúc và hàng ngàn bình luận. Người thì cho rằng là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói đùa, người lại mỉa mai anh tự tin quá đắng lòng thật, nhất là những dân cư mạng còn để lại những cái bóc mẻ hết sức là phũ phàng cho Đàm Vĩnh Hưng. Anh thường xuyên sử dụng phần mềm để chụp, để níu kéo tuổi thanh xuân. Còn thực tế, anh đã xuất hiện rất là nhiều dấu hiệu tuổi tác rồi. Kính thưa quý vị khán giả, thì ở tuổi 50 thì làm sao chúng ta tránh khỏi theo cái lão hóa của thời gian, kể cả phụ nữ cũng như là nam giới. Thì cái đó là tạo hóa rồi. Nhưng mà bây giờ có nhiều công nghệ thì chúng ta có thể là kéo níu tuổi xuân của mình, giảm đi 5-7 tuổi. Đó là nhờ công nghệ thẩm mỹ ngày nay. Thì chắc có lẽ là tuổi của ai thì cũng vậy thôi, làm sao tránh khỏi được cái tuổi mà già rồi nhăn nheo rồi da trùng chảy xệ vân vân, đó là không tránh khỏi theo tạo hóa của con người. Khi mà anh Đàm Vĩnh Hưng đăng tải dòng trạng thái này thì nhiều người bình luận, chắc có lẽ là anh Đàm Vĩnh Hưng muốn nổi như chị Hằng, tôi đẹp không quý vị. Tới ngày hôm nay thì anh Đàm Vĩnh Hưng được cộng đồng mạng khơi lại tôi đẹp không quý vị, đó là theo câu nói của danh nhân Nguyễn Phương Hằng. Thực sự sau khi đăng tải dòng trạng thái này thì có người nói là chú Vân ơi, chú xóa mấy cái app đi, bằng thì hiếm chứ hơn thì đầy người. Đó là nhiều người chia sẻ bình luận, giống như là những người diễn viên nổi tiếng nè, Cổ Thiên Lạc nè, Quách Phú Thành nè, Lê Minh nè, Trần Hảo Dân nè, Hà Gia Kính nè, Lâm Chí Vĩnh, Tô Vũ Bằng, U50, bác cho em xin ít tiền nha. Ở Việt Nam thì chỉ riêng anh Bo Anh Đang Trường là đủ lấy nhẹ của anh Đàm Vĩnh Hưng 50 tỷ rồi. Sau khi mà đăng dòng trạng thái này thì
cộng đồng mạng dân cư đã bình luận ào ạt. Quả thật khi mà tham gia một số sự kiện thì anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần khiến dân cư mạng ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa vì hình ảnh chụp cận lộ ngoại hình trung niên, bụng phệ, da chải xệ, xuất hiện nhiều nếp nhăn trên trán và vết chân chim mỗi khi cười. Dù vậy, so với độ tuổi 50 thì anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng quả thật là trẻ hơn so với tuổi nhiều. Nam ca sĩ cũng rất là chăm chỉ cập nhật trend của giới trẻ nên cách nói chuyện hay là dùng những từ cực kỳ steam, từ cái mod quần áo cũng vậy, thì anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng rất là trẻ. Có một nhiều người để lại bình luận như thế. Sau thời gian thì anh cũng vướng vào lùm xùm việc từ thiện nè. Giờ đây thì mọi việc chắc có lẽ cũng qua hết rồi. Trong suốt thời gian, danh nhân Nguyễn Phương Hằng gọi tên những người làm từ thiện và vướng phải lùm xùm trong suốt thời gian qua, Bộ Công an cũng đã vào cuộc điều tra. Tới ngày hôm nay thì anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giờ đây cảm thấy là thoải mái hơn, trở lại với hoạt động nghệ thuật. Anh chăm chỉ đi show và thường xuyên tương tác với khán giả trên mạng xã hội. Tuy nhiên, để lấy lại tất cả những tình cảm của khán giả sau những thị phi quả thực là điều mà ông Hoàng Nhật Việt phải cố gắng hơn rất là nhiều. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ là không riêng gì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mà nhiều anh em nghệ sĩ khác cũng vậy. Suốt trong cái thời gian qua, lùm xùm việc từ thiện và ngâm tiền từ thiện, thì trong lòng khán giả cũng như người dân, họ đâu đó có chút hoài nghi, có những người ủng hộ tuyệt đối, nhưng có người thì họ lại phớt lờ cái tình cảm mà dành cho những thần tượng của mình trước đây. Chắc có lẽ là họ cũng xem lại, và đâu đó là cái quyền của họ. Trước đây họ tin tưởng tuyệt đối, nhưng mà sau vụ lùm xùm từ thiện thì hầu như cái tình cảm của khán giả đã vơi đi rất là nhiều. Đó là thực sự trong cộng đồng mạng nói, nếu như các nghệ sĩ hiện tại mặc dù là công khai minh bạch và được công bố là không có vướng vào lùm xùm việc từ thiện, tuy nhiên để mà lấy lòng khán giả cũng như cái tình cảm mà mọi người dành cho mình trước đây, ví dụ như 100%, thì giờ phút này khó mà lấy lại được cái tình cảm như vậy, mà phải cố gắng và phải tìm một cái gì đó nó mới mẻ hơn, và thực sự phải nỗ lực bản thân mình nhiều hơn nữa để cộng đồng mạng thương yêu và tình cảm bù đắp lại như trước đây. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ là mọi người cũng đã biết là nhiều ca sĩ trong thời gian vừa qua cũng đã mất đi những cái chi phí về hoạt động quảng cáo, về thuốc chức năng quảng cáo quá và lố, thì điều đó cũng Bộ Thông tin Văn hóa cũng đã chia sẻ trong những cái lần trước về vấn đề mà phải xem xét đề nghị những người quảng cáo thuốc quá lố, nhưng mà chính bản thân họ thì không dùng những cái loại thuốc đó, mà để lấy hình ảnh của mình làm cho những người dân họ tin tưởng và họ mua những cái loại thuốc mà nó phải nói là quá là cái lời quảng cáo nó đi quá xa, cho nên cái việc đó nhiều người người ta không có đồng tình. Chính bản thân những người nghệ sĩ họ không dùng những cái thuốc đó, mà họ chỉ lấy hình ảnh của mình để quảng cáo, làm cho người dân có cái sự tin tưởng nhiều hơn. Sau có vụ lùm xùm từ thiện cũng như là quảng cáo thuốc mà đi quá giới hạn, quá xa, thì chắc có lẽ là trong những người nghệ sĩ thì họ cũng phải xem lại khi nhận hợp đồng quảng cáo của một công ty nào đó, thì cũng phải là chân thật để cho cộng đồng mạng, những người thương yêu nghệ sĩ, những người thương yêu thần tượng của mình, và họ có chút niềm tin. Chứ nếu mà mình là quảng cáo mà đi quá xa như vậy thì nhiều người dân người ta không có đồng tình. Và sau Bộ Văn hóa Thông tin thì cũng rà soát lại vấn đề này. Chắc có lẽ bản thân nghệ sĩ qua những cái biến cố trong cái thời gian vừa qua, lùm xùm tiền từ thiện, lùm xùm việc quảng cáo, rồi đến một ngày là danh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng đã vi phạm pháp luật, đôi khi trỗi dậy cái tôi của mình quá lớn. Thì chính vì điều đó thì tất cả sự việc nó đã xảy ra rồi, thì bản thân mọi người cũng nên nhìn lại cái gì mình sai, cái gì mình chưa đúng, thì có lẽ là những người trong cuộc họ sẽ hiểu nhiều hơn. Và để lấy lòng khán giả và tất cả những người yêu thương mình thì mình cũng có những cái hành động thực sự là chân thật, và làm điều gì đó cho khán giả
tin tưởng và yêu thương mình như ngày đầu. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức Showbiz Việt. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.